Rồi, hello, xin chào anh em á, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu câu nè. Đó, có cái một mớ đầu câu ha. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Thì mớ này bán giá cho anh em là 320 nha, chuyển khoản đủ bao ship nha anh em. 320.000đ cước nè. Nó cước này có lữ luôn nha. Đó, này một bộ về là gắn vô câu. Nó có lữ có phao rồi luôn nè. Đó, rất là tiện nha. Đó, lữ nhỏ nhỏ nè. Đây đó, 320 nha, có cái bị đeo ngang hông nè. Rồi 320.000 cho bộ câu cá nha nè. Đó, 320 cho bộ câu cá. Rồi bán cho anh em một con kéo cá ha. Đây con này bán giá 180 nha nè, full hộp 180.000, full hộp ha. Mình không biết cách xài chưa mà còn hộp nha. Chữ Nguyễn không là 180.000 ha. Cho đây kéo cá trong hộp cho nè, thích hợp cho anh em mình đi chung, đi chung luôn, đi chung với này 180, 180 đồ câu 320 ha. Rồi